Chiều ngày 8 tháng 4, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đi kiểm tra một số khu dân cư, tái định cư trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đoàn đã kiểm tra thực tế các khu dân cư và tái định cư. Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng, bản Buồn, phường Quyết Thắng, khu dân cư 4B thuộc tổ 9, phường Trình Lề. Đây là các dự án trọng điểm được thành phố thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chung của thành phố. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các phòng ban đơn vị của thành phố tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo, rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền. Từ đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, làm cơ sở để phát triển hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kết nối hạ tầng, phát triển đô thị, đồng thời giải quyết nhanh chóng, kịp thời kiến nghị của cử tri. Ủy ban Nhân dân các phường tăng cường phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đối với nhân dân trên địa bàn.